Xin chào. Chào mừng mọi người quay trở lại với video của bọn mình. Mình là Trích. Mình là Dương. Và ở video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ giới thiệu cho mọi người những trang web học online mà được free certificate để mọi người có thể tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi kiến thức cho bản thân, đồng thời cũng làm đẹp cho CV của mọi người để xin việc được hiệu quả hơn. Và không nói nhiều nữa, mọi người hãy vào video này với bọn mình thôi. Trước khi vào video này thì mình cũng xin đính chính là ở video này bọn mình không hề có sponsor hay là giới thiệu cho bất kỳ một khóa học nào. Thế nên là bọn mình sẽ nói dựa trên cái quan điểm cá nhân của bọn mình, đồng thời cũng theo như là những cái vốn kiến thức của bọn mình đã được biết. Thì bọn mình sẽ bắt đầu với trang web đầu tiên và cũng là trang web quan trọng nhất, đó chính là trang web Coursera. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có 115 khóa học đang được free certificate, có nghĩa là free chứng chỉ. Bình thường những khóa học này thì sẽ đều phải mất một số tiền rất là lớn để mọi người có được cái chứng chỉ này. Và 115 khóa học này thì nó trải dài trên rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ học về ngôn ngữ này, hay là học về lập trình máy tính, hay là các cái kiến thức khác nữa, thì mọi người có thể tìm được rất nhiều sở thích của mọi người ở 115 khóa học này. Thì ở đây mình sẽ bấm thử vào một khóa học này cho mọi người xem nhé. Ở đây thì mình đã bấm vào khóa Code Yourself and Introduction to Programming. Thì sau khi bấm vào thì mọi người sẽ được đưa ra cái đường link này. Thì mọi người sẽ bấm vào Go to Class để mọi người bắt đầu vào khóa học này. Khi bấm vào đó thì mọi người sẽ được chuyển sang một cái đường link của Coursera. Thì đây chính là cái khóa học chính thức mà mọi người sẽ đăng ký ở đây. Thì mọi người sẽ ấn vào Enroll Now. Ấn vào đây thì mọi người sẽ có hai cái option. Option đầu tiên là sẽ mất 39 bảng để được có certificate, và option thứ hai là học online mà không có certificate. Thì ở đây mình đang được free mà, thế nên mình cứ chọn option đầu tiên nhé. Mọi người cứ ấn Continue và nó sẽ chuyển ra cái chỗ này là như kiểu một cái bill của mọi người ấy. Thì tiền đã được trừ hết rồi và nó hoàn toàn free để mọi người có được chứng chỉ. Thế nên mọi người cứ ấn Pay Now thôi. Sau khi ấn Pay Now thì nó sẽ chuyển sang cái trang web chính thức của cái khóa học, cũng đồng thời cũng là cái tiến trình của toàn bộ cái khóa học. Thì tất cả những khóa học ở trên Coursera này thì nó sẽ từ khoảng tầm 4 tuần cho tới 7 tuần. Thì để mà mọi người có thể có được cái chứng chỉ trong cái khoảng thời gian được free này, theo như mình được biết thì chỉ được free tới tháng 7 thôi. Thế nên mình nghĩ là mọi người nên đẩy nhanh tiến trình học hơn, không nên học đúng theo như là 4 tuần hay 7 tuần này. Như vậy thì nó sẽ lâu và mọi người sẽ không được chứng chỉ free nữa. Ok, sau khi học hết cái tiến trình của cả khóa học thì mọi người sẽ có một cái bằng như thế này. Thì ở cái bằng này sẽ có là cái provider, có nghĩa là các cái university mà sẽ cung cấp cái chứng chỉ này cho bọn mình, đồng thời là có tên của mình ở trên đó. Thì tất cả những cái provider là những cái trường đại học của Coursera thì đều là những cái trường đại học nổi tiếng như là Ivy League hay là Russell Group. Thì mọi người có thể có được cái chứng chỉ mà nó rất là có giá trị. Ok, đó là trang web đầu tiên. Bây giờ mình sang tới trang web thứ hai nhé. Trang web thứ hai này sẽ là FutureLearn. Thì ở FutureLearn này không chỉ là có những cái trường đại học mà còn có các cái tổ chức khác nữa. Ví dụ như là các cái Education Institute là gì nhỉ? Tổ chức là về như kiểu bộ giáo dục ấy, bộ giáo dục của các nước như là Anh, Úc, Mỹ, và đồng thời thì cũng có rất nhiều các trường đại học nữa. Thì ở đây mọi người có thể tìm được rất rất nhiều khóa học ở trên FutureLearn, thì cái lượng lĩnh vực nó còn nhiều hơn nữa. Và mọi người có thể tìm được trên này những khóa free certificate, nhưng không phải tất cả các khóa đều free certificate đâu nhé. Thì mọi người phải bấm vào cái khóa đó và đọc thông tin của cái khóa xem là nó có free không. Ở đây mình đang bấm vào khóa Biochemistry, đây là mình làm thử cho mọi người thôi. Enroll ở trên này, đăng ký vào những khóa ở trên FutureLearn đơn giản hơn ở trên Coursera. Mọi người chỉ việc ấn vào những cái nút là Join Free thì nó sẽ chuyển tới cái khóa học đó luôn. Có những cái khóa mà nó chỉ free 4 tuần, thế nên mọi người cố gắng học nhanh để có thể là có được cái bằng sớm nhất và sẽ không bị mất tiền. Sau khi học xong thì đa phần các khóa trên này sẽ là từ 2 tuần cho tới 4 tuần, ngắn hơn trên Coursera, và mình sẽ có được những cái chứng chỉ nhìn như thế này. Thì ở đây là một trong số những cái chứng chỉ mà mình có được, thì mình ấn thử vào đây cho mọi người xem nhé. Thì đây là một cái chứng chỉ của một cái khóa này, nó sẽ có thông tin của toàn bộ khóa, đồng thời là có cái tiến trình mình học xem là cái việc mình học nó như thế nào luôn.
thì các cái khóa này có là tổ chức phi chính phủ nữa, thế nên là có thể là cái bằng của nó sẽ không được giá trị như là cái bằng ở trên Coursera, nhưng mà thay vào đấy thì mọi người cũng sẽ có được cái trải nghiệm với các cái khóa học, và đồng thời là cũng ghi dấu cho mình là mình cũng đã có công tìm hiểu để cho vào CV của mình nó được phong phú hơn. Ok, sang tới những trang tiếp theo nhé. Những trang tiếp theo này thì không phải là một trang web cụ thể, mà đây sẽ là những trang web của nhiều các cái tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ khác nhau, và họ đang cung cấp những khóa học, và đặc biệt là chắc chắn có certificate nhé. Tất cả những khóa học của các cái tổ chức phi chính phủ hay tổ chức chính phủ này thì chắc chắn sẽ có certificate. Như ở đây thì mọi người đang thấy là mình đang vào trang của ADBI, là Ngân hàng Phát triển Châu Á. Thì ở đây trên này vì là của ngân hàng cung cấp, thế nên là nó sẽ có tất cả những khóa học về tài chính này, rồi tiền tệ các thứ, thì chắc chắn những khóa học này sẽ có certificate, và mọi người sẽ phải học đúng theo như là cái trình tự, cái tiến trình của cái khóa học này. Và theo như mình được biết thì những khóa học này thì nó cũng sẽ không khó lắm, nhưng mà nó cũng không thực sự là dễ đâu. Thì đây là một ví dụ cho các cái trang web đó. Ví dụ thứ hai ở đây mình có là UNICEF. Thì mọi người đã biết là UNICEF là cái tổ chức toàn cầu về trẻ em. Thì ở trên này mọi người, vì là về trẻ em nên mọi người sẽ học được rất nhiều những cái thông tin về quyền con người này, và đặc biệt là liên quan tới trẻ em. Và những khóa học ở trên này thì đa phần là sẽ có certificate, nhưng có những khóa học không có certificate. Thế nên là mọi người cũng phải đọc thông tin của khóa để xem nếu mình muốn có chứng chỉ thì mình nên học khóa nào, và phải phù hợp với cả cái mục đích học của mình. Còn nếu không thì cũng sẽ tốn thời gian rất là nhiều. Sau đấy thì mình cũng có một cái trang web khác mà rất là nổi và đa phần mọi người đều biết rồi, đó chính là LinkedIn Learning. Thì ở trên này những khóa học này nó sẽ làm sáng cái CV của mọi người lên rất là nhiều. Và ở trên này thì không phải khóa nào cũng có free certificate đâu, và mọi người chỉ được free 1 tháng thôi. Tất cả những khóa này nếu mọi người muốn được certificate thì phải học nhanh trong vòng 1 tháng, và sau đấy thì mọi người phải trả tiền để được học tiếp. Trang web tiếp theo mà mình muốn nói tới đó là dành cho những các bạn mà muốn học về lập trình này, programming với cả coding, thì đó chính là EDX. Thì EDX là những cái khóa học mà được tổng hợp của rất nhiều các trường đại học danh tiếng về việc lập trình, ví dụ như là MIT hay là Harvard. Thì mặc dù là những cái khóa học ở trên này không có certi, mình xin nhắc lại là ở trên EDX mình sẽ không có certificate đâu, mà chỉ được học online thôi. Nhưng mà theo như mình được biết ấy, thì là những cái bạn mà học lập trình thì sẽ cần cái kinh nghiệm hơn, cái thực lực của bản thân nhiều hơn là những cái chứng chỉ mà mình có được. Thế nên là mọi người muốn trau dồi bản thân và luyện tập, practice các cái kỹ năng về lập trình của mình hay là coding thì mọi người nên lên học ở trên EDX. Thực ra thì EDX nó cũng có certi đấy, nhưng mà certi thì bạn phải trả tiền khá là đắt, nên là thường thì có thể bạn chỉ là học để trải nghiệm của mình thôi. Ok, vậy là trên đây là những cái gợi ý của mình, có 3 gợi ý cho những trang web học online mà có certificate hiện giờ đang được cung cấp. Thì mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này. Tất cả những cái trang web mà mình giới thiệu cho các bạn ở trên này thì đều phải đăng ký sign in để làm có một cái account, làm thành viên thì mọi người mới có thể học được. Nhưng mà cái việc sign in hay là register này nó sẽ không quá khó khăn. Thế nên nếu có vấn đề gì trong việc này thì mọi người cứ viết comment ở phía dưới nhé. Bọn mình rất vui để được trả lời những câu hỏi của mọi người. Đồng thời là những khóa học này thì đều có hạn thôi, không phải là nó vô hạn đâu. Thế nên mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này. Và đặc biệt là tất cả các tổ chức này đang cung cấp cả khóa học online trong thời gian Covid-19. Thế nên là mọi người hãy tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi kiến thức của bản thân nhiều hơn. Và bọn mình sẽ bỏ hết tất cả những đường link mà bọn mình mới vừa giới thiệu ở dưới link của phần mô tả. Thì các bạn có thể click vào đấy để tìm ra những khóa học mà các bạn có thể thích hợp nhất vào các bạn. Và nếu như mà đây là lần đầu tiên mà các bạn theo dõi kênh của bọn mình, thì nếu thấy hay có thể cho bọn mình một like và một subscribe. Ngoài ra thì bọn mình cũng có kênh Insta và kênh Facebook. Thì mình cũng bỏ luôn đường link ở phía dưới, các bạn có thể click để theo dõi bọn mình khi nào mà bọn mình ra video mới, hoặc là có những cái chia sẻ gì mà bọn mình muốn đưa lên mạng xã hội. Ok, nếu mọi người có gợi ý gì về các content khác nhau thì cũng viết ở dưới comment nhé. Bọn mình sẽ cố gắng thực hiện những cái content đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.